Xin mến chào các bạn. Hôm nay có một cái vấn đề này mà Kim muốn bật mí cho các bạn nè. Các bạn biết gì không? Bữa nay Kim có một cái computer mới. Vì nói chung là yêu YouTube quá nên là trong mùa dịch không có chuyện gì làm hết. Kim muốn đi mua một cái computer về để làm cho một cái kênh YouTube của mình hoành tráng lên nữa các bạn. Tuy nhiên là cái máy này các bạn biết không? Rất là tốt, mà hơn nữa là ở trong Costco các bạn biết không, đang có cái máy này đang on sale đó các bạn. Bữa trước á, là sale 50 đồng, nhưng mà tới bữa nay Kim đi mua đó thì nó không còn 50 đồng nữa. Nhưng mà các bạn ơi, Kim nghĩ rằng qua ngày lễ Christmas á, thì nhiều khi nó sẽ on sale. Nhưng các bạn mua về các bạn nhớ giữ cái receipt nha. Nếu mà khi mà mình đi ngang mình thấy nó on sale á, mình chỉ cần cầm cái receipt vô, mình nói với lại những người làm việc trong Costco, họ sẽ trả lại số tiền on sale đó cho mình. Thì đây là cái computer. Đây, mình nâng lên cho các bạn thấy nha. Cái computer đây. Bữa nay Kim sẽ unbox cái máy computer này và cũng khoe với các bạn là mình mới tậu về đây các bạn, từ ở trong Costco đó. Thì bây giờ Kim sẽ mở ra xem là cái máy của nó đẹp thế nào nha. Nhưng mà cái sức chứa của nó các bạn hơn tới 1 TB rồi các bạn. Rất chi là mạnh. Cái máy này chạy nhanh lắm, rất là mạnh. Mà cái màn hình thì thấy rõ vô cùng. Các bạn là nếu mà mình mua cái computer bình thường đó thì mình phải mua cái cục nó kêu là hard drive á. Nhưng mà riêng cái computer này nó có đủ luôn. Mình không cần phải mua riêng cái cục ở bên ngoài nữa. Và tất cả những cái chương trình như là YouTube nè, Facebook nè, rồi Internet, tất cả những cái loại gì mà các bạn cần á, các bạn chỉ cần download xuống là các bạn xài thôi. Chạy rất là mạnh các bạn. Thì bây giờ Kim sẽ bắt đầu unbox cái này nghe. Bây giờ Kim sẽ unbox cái computer này và khoe cho các bạn, để xem là trong này cái computer nó đẹp cỡ nào, giống như cái lời Kim nói hay không nha. Thì đây, bây giờ mình sẽ mở ra. Mới tinh tình tình, cái gì mà mình mới khui nó cũng đặc biệt không các bạn. Chẳng khác nào các ông lấy vợ mà kêu là mấy cô gái 18 tuổi là coi như bằng là nó cũng nó cũng coi như là nó quan trọng hơn là mấy người lớn tuổi không các bạn. Thì đây, em gái 18 tuổi chuẩn bị khui hôn nha. Em gái ở trong này là em gái 18 tuổi là cái computer của Kim đó. Nó nằm xuống. Còn Kim thì già rồi, bây giờ lấy ra sao ta? Đây, lấy cái này trước. À, cái này cái chân nè. Không, cái chân dính vô. À, cái chân dính vô luôn hả? Mình nâng cái này ra chứ. Không nhận nha, mấy cái đồ này nó bỏ thùng chắc chắn ghê ha. Chắc chắn dễ sợ luôn. Cho nằm xuống kéo ra. À, cho nằm xuống kéo ra phải không? Ừ. Các bạn biết ai nói chuyện không? Một người chị rất là thân thiết của Kim đang nói chuyện, bởi vì chị của Kim mua một cái nè, em của Kim mua một cái và Kim mua một cái, là ba người ba cái. Thì thử là chị mở trước rồi, chị mới có kinh nghiệm là phải để nằm xuống mở ra. Kéo ra. Wow, cái máy này đây coi vậy nặng ghê nha. Thà la, chuẩn bị ra lò nha. Ôi cha, trời ơi, các bạn thấy không, hết sảy chưa, làm công phu ghê, quá trời là công phu ha. Cái máy này phải nói là họ để rất là kỹ nha. Không, mình để người có xuống chứ không thôi nó bể cái màn hình. Không, có cái kinh nào nó bể được không? Mình rút cái đó ra là mình đã đứng lên đi. Wow, trời ơi, em mở cái màn hình này mà em cảm thấy em hồi hộp cái gì. Cô gái 18 tuổi sắp sửa ra lò nè. Sắp sửa ra lò các bạn ơi, cô gái 18 tuổi Kim sắp sửa ra lò. Ta-da! Giống như là cô gái mà về nhà chồng mà dở cái khăn mà của cô dâu á chị. Đấy, các bạn có thể nghiêng như vậy cũng được ha, lật ngửa vậy, hoặc các bạn để như vậy cũng được nha. Đấy, cái máy đẹp quá ha. Trời ơi, đây là hiệu này là của Dell nha các bạn. Taco Bell, Dell Taco, mà cái này đeo không nha, chứ không phải Dell Taco đâu nha các bạn. Wow,
Đây là cái chân của nó, là khi các bạn mua về đó là tự động các bạn để lên bàn là nó giữ như vậy luôn nè. Cái kiểu của nó là như vậy đó. Thì đây là phía mặt trước nha. Còn đây là mặt trước, còn ở đây là mặt sau nè. Các bạn coi sau lưng của em gái nè. Em gái 18 tuổi Kim nè. Đây, đấy. Đây là mặt sau. Các bạn biết không, ở mặt sau á, đây là cái ổ cắm internet này các bạn. Còn đây có rất là nhiều ổ của USB. Đây nè, còn đây là chỗ cắm điện. Các bạn thấy không? Mình có thể cắm vô một lần mấy cái luôn đó các bạn. Đấy, đây là mặt sau. Còn ở mặt trước nè, một lần nữa Kim sẽ nói về mặt trước cho các bạn coi ha. Màn hình rất là rõ. Ở đây là loa, nhưng mà quan trọng là các bạn biết không, cái loa này rất là rõ các bạn. Khi các bạn thâu tiếng của mình vào đó, cái tiếng của mình ấy còn ống hơn cái tiếng bên ngoài đó. Chẳng hạn như bây giờ Kim đang nói tiếng của Kim vậy là không hay đúng không? Nhưng mà khi mà Kim nói vào cái máy này á, thì cái tiếng của Kim nó còn ống hơn, hay hơn nữa. Và cái quan trọng nữa đó các bạn biết không, mình sẽ bóc tem. Em gái nhỏ hơn, em gái 18 tuổi là có 16 tuổi thôi, là cái camera nằm ngay trên này nữa. Thì đây, Kim sẽ mở ra nha. Cái này gọi là bóc tem thật sự luôn á. Cái này mình phải bóc tem. Dùng con dao. Hôm bữa mình không biết, mình không có nói cái cốc này. Đây. Mình sẽ bóc tem. Đây. Phải nói là cái này gọi là bóc tem thật sự luôn ha. Bóc tem đó. Đó, tem từ nó ra. Em gái 18 tuổi. Mà các bạn biết không, cái tem này có guarantee nha các bạn. Guarantee đàng hoàng nha, guarantee màu đỏ nha. Thấy chưa? Đây này, các bạn thấy cái guarantee không? Đây nè, Kim cho các bạn thấy cái guarantee không? Cái này mới gọi là nguyên tem nè. À, còn zin đó các bạn. Bây giờ Kim sẽ dịch ra là Kim mở cái camera cho các bạn coi nha. Trời ơi, phải nói đúng một cái gì mà nó còn nguyên tem, nó khó thiệt. Gỡ nó khó dễ sao. Chị Hoa, chị dịch sao chị Hoa? Nhấn cái máy nó xuống đi, nhấn nó xuống. Đó. Đây là cái camera nè các bạn. Thấy không? Đấy, rồi. Rồi mình mới lấy cái này ra. Bóc tem em ra. Công nhận nha, cái gì mà nó còn zin nữa, nó dễ sợ thiệt đó chứ. Rồi. Đúng là cái gì mà nó còn zin nữa, nó quan trọng dễ sợ. Cái này thì em phải dán lại để khi nào mà mình xài mình hãy lấy ra. Để cho em còn nguyên tem chứ. Rồi. Đấy, đây là cái camera nhỏ xíu xíu nè. Nhưng mà cái camera này cái màn hình rất là rõ, giống như là cái iPhone của mình vậy các bạn. iPhone mà iPhone 12 nha, chứ không phải là iPhone 11. Năm này là tất cả mọi thứ ra đều là mới, công nghệ bây giờ phải nói là rất là tân tiến đó các bạn ha. Các bạn biết không, trong cái computer này á, phần này là phần dây để cắm ở phía sau á, cắm điện đấy các bạn. Đây là phần dây nè. Rồi bên cạnh cái phần dây nó còn có một cái quan trọng nữa. Nếu mà các bạn không có cái này thì các bạn không gửi cái gì cho ai được hết, và cũng không làm gì hết. Đây là cái bàn phím đó các bạn. Thì Kim sẽ mở cái bàn phím cho các bạn coi nha. Coi cái bàn phím nó có to hay không. Cái bàn phím cũ á, ngày xưa đó mình xài computer đó, thì cái bàn phím nó to lắm. Nhưng mà bây giờ cái bàn phím nó làm rất là gọn các bạn. Nhất là bây giờ cái công nghệ mới đó. Đẩy nó ra Kim, cái tay đẩy nó ra. Đang đẩy nè. Gì mà nó còn zin nữa là Kim nói rồi. Cái gì nó còn zin, nó mở nó khó lắm. Lúc giờ nó rất là khó. Bà chị của Kim rất là hàm và vui tính. Đây. Biết đâu. Ở trong này á còn có chuột nữa nha các bạn. Đây là chuột nè các bạn. Người Việt Nam mình gọi là chuột. Nhưng mà tiếng Tây á, tiếng nước ngoài á thì nó gọi là mao. Đây là chuột nè. Còn bên này là cái bàn phím nè các bạn. Đây là cái bàn phím nè các bạn, rất dễ thương, đẹp quá ha. Bàn phím nó mỏng mà rất là đẹp. Rất là mỏng các bạn ơi. Trong này nó cho mình hai cục pin để dự trữ dự phòng này. Đây, hoàn toàn một cái computer. Đó, tất cả mọi thứ là ở trong này. Bây giờ bữa nay là bị Kim unbox nè, bị Kim mở hộp nè. Đấy. Không phải là bị Kim mở hộp, mà bị Kim phát chinh. Đây nè các bạn, nhìn đi.
Đó, đây là cái bàn phím, thì cái bàn phím nó sẽ được để như dưới này, như vậy đây các bạn này. Đó. Và đây là em chuột sẽ nằm kế bên. Đó. Đó, các bạn làm gì các bạn nhấp 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 vô các bạn này. Đó, muốn nhấp, tìm nhấp. Kiếm kim cuộc sống Mỹ Kim Lê, hãy vào computer nha, tìm kiếm kim nha, và nhớ dùng con chuột này để nhấn like và nhớ nhấn chuông để biết tất cả những cái video mới của Kim nữa nha các bạn, con chuột này nè. Và còn đây là cái bàn phím để comment những cái gì các bạn cần nói với Kim, hãy nhớ dùng cái bàn phím để đánh vô nè. I love Kim. Rồi, ok. Các bạn biết là computer nãy giờ là Kim đã cho các bạn thấy là rất là hoàn hảo, và cái computer nó đẹp như thế nào nha. Nhưng mà cái đặc biệt như vậy là các bạn, cái màn hình của cái computer này á, là nó giống như cái iPhone vậy đó. Là mình chỉ touch thôi, là dùng ngón tay á, mình muốn vào cái chương trình nào, rồi muốn làm cái gì, mình không cần con chuột này đó. Nếu mà con chuột này mà các bạn làm biến, các bạn không cần là xài tới nó đó, thì các bạn chỉ lấy dùng tay ha, đụng đụng đụng, giống như người ta gọi là touch screen đó. Đó, thì mình đụng vào là mình có thể xài tất cả những thứ như này. Thì cái camera thì mình đã giới thiệu cho các bạn biết rồi. Thì bây giờ đây Kim sẽ bắt đầu đi vào và cắm điện vào ha. Rồi Kim mổ sẽ xem là cái máy nó chạy nhanh cỡ nào, mình sẽ có một cái video khác để giới thiệu cho các bạn. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì nên đi mua cái máy này đi. Bởi vì khi đi mua cái máy này á, Kim có một cô em gái rất là rành về máy móc, về computer đó. Chính cô là cái người gợi ý ra, thế là ba chị em ra không có ngần ngại điều gì hết á. Bỏ cái thẻ ra là chạc thôi. Chạc hẳn hoi, bưng hẳn về nhà của cô em gái. Đây mình ngồi, đây là ngồi nhà của cô em gái. Thì video của Kim đến đây cũng đã dài rồi. Xin mến chúc quý ông bà, anh chị em có một ngày thật là đầm ấm bên người thân và gia đình. Và nhớ đón xem cái video kế tiếp của Kim nữa nha. Bye bye các bạn.